Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có nghe không? Chi qua sa mạc chú ngộ. Dạ cảm ơn Vân Hai Phương. Dạ cảm ơn chú Hồng Quang. Dạ cảm ơn Tường Di đã cho biết tín hiệu. Dạ con xin kính đại Đức Phật, Đức Thầy và kính đại đạo tràng và tất cả quý chú bác anh chị em ở trước máy. Thì vừa qua nghe chú Hồng Quang, chị qua sa mạc, cô Niu LC đã mỗi người đều có làm xong bốn phận rồi. Thì để tiếp theo cái chương trình nghi vấn buổi tối hôm nay, dòng sông bé nhỏ xin trình bày lại cái bài cái đề số 5 đó, tức là cái bài bánh mì đó quý vị. Thì dòng sông bé nhỏ cũng tập nghe lời chú Ngô là mình nhìn thấy đề nào thấy khả năng tạm thời lên được thì chúng tôi cũng lấy hết sức mình để đóng góp cho cái hội trường không gian Phật pháp của chúng ta. Thì hôm nay dòng sông bé nhỏ được phép trình bày cái đề số 5. Nếu có điều chi sơ xuất thì mời quý chú tất cả anh chị ở trước máy sẽ ủng hộ là đóng góp lại cho dòng sông bé nhỏ được lãnh hội thêm. Thì cái bài bánh mì này nè, tức là Đức Thầy viết tại Hòa Hảo nối tháng 7 năm Kỷ Mão, dài 12 câu. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tựa bài bánh mì, tức là cái chiếc bánh mà làm bằng bột gạo mì đó quý vị, dùng làm món ăn để mà dùng làm món ăn chánh của một cái số nước như là nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh vân vân. Đó là có một số nước người ta lấy cái món này làm một cái sở thích đó, là một món ăn chính của họ. Thì lý do Đức Thầy sáng tác bài này thì chúng ta thấy như thế này nè. Vào năm Kỷ Mão 1939, tức là lối tháng 7, một hôm Đức Thầy ngồi tại nhà của ông Nguyễn Duy Hinh ở làng Hòa Hảo, bỗng có một cái người bán bánh mì thì ở ngoài đường họ rao bánh mì đây, bánh mì đây. Thì khi nghe rao bánh mì như vậy, Đức Thầy mới tức cảnh, liền sáng tác một bài bài bánh mì nói trên. Thì chúng ta thấy Đức Thầy có khi một vị Phật ra đời thì nhằm cái có cớ, có một cái duyên cớ gì đó thì các ngài cũng thuyết, mà có khi vô cớ sự nhưng mà vì phổ độ cho chúng sinh thì các ngài cũng thuyết giáo để rồi nhằm độ cho tất cả chúng sanh. Thì ở đây là nhằm cái bài mà hữu cớ như thuyết đó quý vị, tức là Đức Thầy thấy một cái người rao bánh mì ở ngoài đường á, cho nên Đức Thầy mới viết cái bài này. Thì cái bài này là không có tựa, nó dài 12 câu. Nhưng mà về sau ban sưu tập á, người ta tùy theo cái trường hợp và tùy ở trong sấm giảng toàn bộ thiên văn giáo lý của Đức Thầy, chúng ta thấy có những bài Đức Thầy không đề tựa, nhưng mà nó một tập thi văn toàn bộ á, cho nên có một cái số bài mà ban sưu tập. Bài bánh mì này là bài không có tựa mà ban sưu tập đặt. Thì cái nội dung cái bài bánh mì này thì Đức Thầy nhắc cho sang Việt Nam để xâm lắng nhà đô hộ nước ta thì bánh mì dần dần trở thành phổ biến một cách rất là rộng rãi. Cho nên Đức Thầy sáng tác bài này thì chúng ta có thể tìm hiểu được một cái số đại ý mà như sao. Theo như tôi nghĩ, cái ý thứ nhất á, thì Đức Thầy ý thức cho mọi người lúc bấy giờ biết rằng đất nước ta đang bị xâm lăng, dân tộc ta đang bị đô hộ bởi nước Pháp và người Pháp. Đây cũng chính là điều rất là đau đớn, rất là tủi nhục của đất nước và dân tộc Việt Nam vậy. Từ cái câu số 1 đến câu số 8 đó quý vị. Và thứ hai á, thì Đức Thầy ý thức cho mọi người biết là lúc bấy giờ á, khi nào mà đất nước được độc lập, dân tộc được tự do thì chừng đó dân mình mới thật sự được an vui và hạnh phúc. Từ cái câu số 9 mà đến câu 12, nếu quý vị có dịp ghé mắt vào. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng có thể chú thích một số từ khó. Mì tức là một danh từ, là bánh mì đó quý vị. Kia tức là ấy, là đó, tức là cái từ chỉ, cái từ mà đặt sau một cái danh từ để chỉ cái nhân vật hoặc là một sự kiện bên ngoài mà mình muốn nói đến thì gọi là mì kia đó. Mì kia là thứ bánh mì đó đó. Gốc
nó là một danh từ, là lai lịch, là điểm xuất phát, là nơi từ đó mà sanh ra, tạo ra những cái mà được nói đến một cái việc, một cái sự nào đó thì gọi là gốc. Phải, chữ phải nó là một trạng từ, đó là chính, là đúng, đúng vậy. Tiếng thường đặt ở một cái đầu hoặc giữa câu hỏi. Thì mì kia gốc phải nước mình chăng? Nước mình tức là nước Việt Nam, là đất nước, là quốc gia mà chúng ta đang ở. Mì kia có phải gốc nước mình chăng? Có nghĩa là phải chăng, phải hôn đó, là cái tiếng đặt ở cuối cái câu hỏi. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu mà mì kia gốc phải nước mình không, là ý nói bánh mì là loại từ nước Pháp. Theo chân của người Pháp mà xâm nhập vào Việt Nam chúng ta, chứ không phải cái nguồn gốc nó là ở nước Việt Nam. Nghe thấy rau mì sốt thốt động lòng. Nghe thấy tức là cảm giác của tai. Khi nghe người ta rau là tiếp thu cái loại tiếng bằng tai nghe, nó là nhĩ căn đó. Nghe thấy, thấy là nhận ra bằng cái cảm giác của con mắt, tức là cái sự tiếp xúc hiện tượng bằng mắt thấy, tức là nhãn quan. Thì nghe thấy tức là nghe, tai nghe và mắt thấy. Rau mì là cái giọng bán của cái người bán bánh mì. Thốt tức là chợt, là bỗng, là một cái cách, cái cách mà thình lình, mà đột ngột, mà nghe qua vậy đó quý vị. Thốt động lòng là cái niềm cảm xúc nó gợi tràn ngập ở bên trong thì gọi là động lòng. Như vậy thì Đức Thầy nói nghe thấy rau mì thốt động lòng, có nghĩa là ý nói nghe tiếng rau của người bán bánh mì mà cái niềm cảm xúc bỗng dâng trào, nghĩ thương cho đất nước và dân tộc đang bị giặc Pháp chủ quyền và cai trị. Nghe thấy rau mì bắt động lòng, rồi chiếc bánh não nùng mùi khách lạ. Chiếc bánh là cái bánh đó, là ổ bánh mì đó. Não nùng là thấy nó là chiếc bánh não nùng, là não nùng nó là một cái tính từ ở bên trong đó, là buồn thảm, là xót xa lắm. Chỉ cái trạng thái nó rất là đớn đau ở cái tâm cảm của mọi người. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thầy nó nghe thấy rau mì bắt động lòng, tức là Đức Thầy rất là đau lòng, là mũi lòng đó quý vị. Nghe thấy rau mì sốt động lòng, chiếc bánh não nùng mùi khách lạ. Mùi là cái làn hơi, là chất hơi của một cái vật loại gì đó nó tỏ ra mà người ta chỉ có thể cảm nhận được bằng mũi của người ta đó. Mùi khách lạ, khách lạ là cái người xa, người lạ, người xa lạ, cái người chưa từng quen biết, cái người ở một cái bản xứ khác đến ở cái nước mình, chỉ cho ngoại quốc, chỉ cho người giặc Pháp đang xâm chiếm Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì chiếc bánh não nùng mùi khách lạ, mùi khách lạ là bay hơi của người lạ. Chiếc bánh não nùng mùi khách lạ là ý nói khi nghe và ngó thấy chiếc bánh mì, nó đã làm cho cái cảm giác của Đức Thầy buồn thảm xót xa trong lòng, vì nó là cái sản phẩm của cái nước ngoài, nhằm minh họa rõ nét là cái hình bóng của cái người ngoại xâm đang xâm chiếm nước ta. Bát cơm tức là chén cơm, là ý nói là một cái sản phẩm nội địa, là cái món ăn chính của cái người Việt đó. Đau đớn mắng cha ông, đau đớn là cái nỗi khó, là cái sự bức bách của cơ thể và cái nỗi uất hận hoặc rai rứt trong cái tâm hồn của mỗi người dân nước Việt của chúng ta. Bát cơm đau đớn máu cha ông, máu là cái chất màu đỏ, nó lỏng, nó có cái vị là làm lưu hành trong các cái mặt cơ của chúng ta, trong một cái thân thể của con người, nó có một cái vai trò rất là lớn, nó có thể lấy đổi được cái mạng sống và duy trì cái mạng sống từ con người cho đến động vật, nên gọi là máu. Cha ông là ông cha đó, là người đàn ông sanh ra ta thì kêu là cha, mà cha sanh ra ta thì kêu là cha, mà sanh ra cha ta nữa thì gọi là ông. Vậy thì ý nói những cái người ở thế hệ cái đời trước nữa,
bát cơm đau đớn máu cha ông. Máu cha ông tức là máu của ông cha mình đó, à, của tông tổ mình đó, là ý nói cái sự hy sinh và có những cái công lao mà cống hiến to là tiền nhân tổ phụ của chúng ta thì gọi là máu ông cha. Bát cơm đau đớn máu cha ông. Ở đây cái câu này ý nói còn khi hoặc nhìn thấy cái bát cơm thì rang ruột của cái người dân Việt đau quặn thắt hết. Vì đây là sản phẩm nội địa trong nước, nó phản ảnh rõ ràng cái chân dung của ông cha mình với biết bao là công lao, biết bao là mồ hôi nước mắt và xương máu có thể đổ trong một cái cuộc đời dựng nước và giữ nước từ thở bao đời, quý vị ơi. Đó. Như vậy thì bát cơm đau đớn máu cha, rồi văn minh những vỏ trinh ba mặt. Văn minh tức là cái ánh sáng văn hóa, là cái nền văn hóa đã phát triển đến một cái mức độ cao. Ý nói cái thời kỳ mà cái nếp sống của con người, cái sự tổ chức của xã hội và cái ngành công nghệ nó đã tiến bộ đến cái trình độ rất là cao. Văn minh thì chúng ta thấy như thế này nè. Văn minh về những vỏ trinh ba mặt. Những tức là mấy, là tất cả, là cái tiếng dùng chỉ cho cái số nhiều mà hầu hết thì gọi là những. Thí dụ một số ít thì người ta nói là một hai người, nhưng mà một số đông thì người ta nói là những người ở đây ha. Thì cái từ những là gồm cho tất cả các cái mặt đó. Văn minh những vỏ trưng ba mặt. Vỏ là gì? Vỏ là bề ngoài, là cái lớp bọc ở bên ngoài. Những vỏ trưng ba mặt. Những vỏ là toàn là cái hình thức, cái vật chất, là ý nói cái sự vật chất mà kiểu cọ, mà màu sắc, mà hào nhoáng bên ngoài là những vỏ trưng ba mặt. Trưng là phô bày ra thì gọi là trưng. Ba mặt tức là ba phía đó, ba thứ đó. Ba mặt có thể như dòng sông bé nhỏ nghĩ là ba cái mặt ở đây thì gọi là ăn nè, mặt ở. Tức là nói chung cho đời sống, cái sự sinh hoạt của con người. Tuy là nó đa dạng nhưng mà xong cái vấn đề nó là có ba cái mặt nổi cộm là ăn mặc ở, đúng gì. Như vậy thì văn minh những vỏ trưng ba mặt là ý nói về cái phần vật chất bên ngoài. Thì cái nền văn minh ở phương Tây có thể làm cho đời sống xã hội á, có đôi phần á, là hoa lệ, là cường thịnh. Đại ý như là về cái thực phẩm nè, về cái món ăn ngon vật lạ, về y phục và các cái mẫu quần áo tân thời, và về nhà cửa là các cái kiểu biệt thự và cái những cái xưởng là đẹp là mới đó, khiến cho người ta cũng rất là hâm mộ. Văn minh những vỏ trưng ba mặt thì cái ý gì đó, rồi thấm thía tim gan ứa mấy dòng. Thấm thía tức là nhiễm vào, nhiễm sâu vào đó, tức là nhiễm vào là cái sự nhận hiểu ra cái cách sâu sắc. Thường thường ta nói chàng tôi nói cái con nói đó thấm thía thiệt ha, nhìn cái sự việc đó rất là thấm thía thiệt ha. Thì ý nói nó có cái tác dụng mạnh vào cái tư tưởng và cái tình cảm một con người đối tượng trước cái cảnh đó, nó gợi lại bên trong đó. Tim gan tức là cái quả tim cho cái buồng phổi đó, là ý nói cái lòng dạ của con người. Nếu cái nghĩa đen là tim gan phèo phổi, nhưng mà cái nghĩa của nó rộng ra là cái ý nó là cái lòng dạ của con người, nó thấm thía trong tim, trong gan, trong lòng, trong dạ. Thấm thía tim gan tức là cái niềm cảm xúc nó tận đáy lòng của một cái người khi đức thầy cảm nhận được một điều đó. Ứa tức là chảy nước mắt, của gì thường thường ta nói gặp cái việc đó buồn ứa lệ thì chảy nước mắt, phải không? Mấy dòng tức là nhiều, nhiều hàng, nhiều giọt, nó là một cái danh từ đại khái. Như vậy thì thấm thía tim gan ứa mấy dòng. Không gà ho quá bởi vì không có dâm lên. Ý nói khi nghĩ đến một cái cảnh đất nước mà bị ngoại bang nó đô hộ, chẳng những nó làm cho đời sống bản thân của mình nó phải vất vả, mà cả cái đời sống tinh thần cũng bị đe dọa. Bản sắc văn hóa đạo đức dân tộc bị sa sút trầm trọng rồi, nhưng mà làn sóng văn minh của phương Tây nó nhận chìm, nó làm cho con người á, buông đòi bán giống, không quý vị à, thế chẳng tuổi buồn và rơi lệ được hay sao? Đức thầy chúng ta nhớ lại 70 năm trở ngược, tức là hồi tưởng chuyện đã qua, chuyện 70 năm về trước á, 70 năm tức là thập niên, tức là cái thời gian hàng hàng
hàng mấy chục năm về trước. Trở ngược tức là ngược cái dòng thời nay á, từ đây mà trở về trước, từ khi Đức Thầy viết cái bài này nè, cái bài bánh mì này nè, trở về trước á, là 70 năm trở ngược đó quý vị. Sai mì lắm kẻ bán không xong. Sai mì là ghiền bánh mì, nói theo tiếng 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 Pháp á, là cái ý bên trong đây ha, chứ đừng là người ta thân với người Pháp, người ta chạy theo Pháp, người ta vì cái lợi nhuận, người ta vì cái chuyện mà đem lại cái vinh hoa phú quý riêng bản thân mình mà bán giống buôn nò. Trường hợp như là ông Nguyễn Công Tấn đó, lắm kẻ tức là nhiều người sai mì lắm kẻ bán không xong. Lắm kẻ đây là nhiều người, không thể nào nói hết quý vị ơi. Bán tức là đổi đồ vật để lấy tiền đó, cho nó có một cái sự, cho nó có một cái sự lợi nhuận giữa hai bên. Non sông tức là núi và sông, đất nước, cái từ ngữ dùng để chỉ cho cái quốc gia dân tộc mà mình vì cái lợi lộc quyền thế nào đó, vì cái sự dinh thân phù gia mà phải bán giống buôn nòi, là ở cái nghĩa này. Như vậy thì bán non sông tức là bán nước, ý nói theo giặc Pháp mà phản lại quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta thì gọi là bán nước. Cho nên Đức Thầy nói nhớ lại 70 năm trở ngược, sai mì lắm kẻ bán non sông. Sai mì lắm kẻ bán non sông là ý nói dân tộc ta bị cái ách nô lệ của các, và bị cái ách nô lệ và cái những cái người dông ân bội phản như vậy đó, một phần cũng do cái số mà sở dĩ mà đất nước Việt Nam chúng ta bị dân tộc và tộc Pháp đô hộ là cũng do một số người mình nè, những cái người quan lại của cái nước mình nè, họ mê danh lợi, mê tước quyền, chấp nhận làm tay sai cho kẻ ngoại địch, cam tâm đem mảnh gian sang thân yêu này hiến dâng cho giặc Pháp để họ cầu đạt được một cái chút nhu cầu mà đắp xây cái nền địa vị và tô điểm vinh hoa cái vốn tạm bợ và đầy tội lỗi của mình. Thì cái hạng người ấy ở cái thời 70 năm về trước, đây không phải là cái số ít đâu, mà cũng chính họ đã góp một cái phần tạo nên cái thảm họa quốc phá gia vong mà dân tộc Việt Nam chúng ta phải gánh cái khối tan tóc đó đâu quý vị. Thì thời gian nước Pháp mà đem quân xâm lăng nước ta thì bắt đầu từ năm 1000, tức là bắt đầu năm Mậu Tuất 1858, suốt đến mà năm Quý Mùi tức là 1883 thì nước ta hoàn toàn thuộc về là của Pháp họ đô hộ. Hồi ấy quan lại nước mình có người thì ham mê bổng lộc đó, rồi đầu giặc Pháp, theo Pháp cũng nhiều. Và xin kể lại đại khái là như chúng ta thấy là ông Huỳnh Công Tấn, ông Trần Bá Lộc, ông Đỗ Thủ Phương vân vân. Thì những người này là những người mà theo Pháp mà để bán giống buôn nòi đó quý vị. Bán giống buôn nòi. Thưa quý vị, cho nên Đức Thầy nói là dám đem xương máu của đồng bào mà cắt cái dinh thật lớn cao, khói tỏ cung a rằng chuyện cũ, trời lửa thiêu dinh bá khác đâu nào, phì gia quân đối sơn hà cố, báo quán dân đồng nhật nguyệt cao, nước sạch cái bè trong leo lẻo, làm gương cho sách để về sau. Thì thưa quý vị, đó là những cái tấm gương mà họ đi theo Pháp để rồi bán giống muôn nòi, làm nô lệ cho tay sai cho quân địch quý vị ơi. Cho nên mấy cái câu sau Đức Thầy nói là khải hoàng dân chúng mới nhàn an. Khải hoàng tức là một động từ á. Khải hoàng tức là một cái thời kỳ rất là mừng. Khi được thắng trận rồi đó, rất là mừng đó. Khải hoàng tức là một cái thời kỳ nó rất là tốt đẹp trở lại. Hoàng là trở lại. Vì khải hoàng là cái sự vui mừng ca hát sau khi thắng trận trở về. Ý nói đánh dẹp hoàn toàn ngoại dân xâm lược.
đem lại cái cảm thái bình cho đất nước, hạnh phúc cho dân tộc của Việt Nam chúng ta, chỉ cho cái cảnh đất nước thanh bình rồi đó, thì thưa quý vị, khải hoàn dân chúng mới nhàn an, phải không? Dân chúng là mọi người, là toàn thể dân cư trong một nước Việt Nam của ta. Mới thì sẽ, cái mới, cái tới nó thuộc về trạng từ đó, thì sẽ, rồi sẽ. Đây là một cái từ biểu thị cái điều sắp nói đến và chỉ được thực hiện khi đã có điều kiện vừa nói đó. À, như vậy nhàn an là gì? Nhàn an là yên ổn, là vui vẻ, là hạnh phúc, là sung sướng, là không phải vất vả khó nhọc, và không còn cái sự ngày lo đêm tính về cái sự vất vả của mãi xăm nữa, nên gọi là nhàn an. Dân mãn còn mê giấc mộng tràn. Dân tức là người trong nước, người có quốc tịch trong một cái nước và hiện đang cư ngụ ở nước đó thì gọi là dân chúng. Tức là chỉ cái dân giống dòng tiên dân nước Việt Nam của mình nè. Dân chúng mãn, mãn nó là một trạng từ đó, là mãi, là vẫn cứ như thế. Dân chúng mãn nhàn an, tức là dân mãn là người đời cứ mãi, là cứ được như vậy đó, không phải bữa nay có may không, mà là nó là hoài hoài như vậy. Khi đất nước mà được thanh bình, được tự do, dân chủ, được độc lập rồi, thì là cứ sống trong một cái sự là sung sướng, yên ắng, vui vẻ, hạnh phúc. À, dân mãn còn mê giấc mộng tràn. Còn mê tức là chưa hết mê đâu, chưa hết ham thích cái cảnh đó đâu. Còn nữa, còn có một số người nữa chứ không phải là hết. Nếu như không có chạy theo tay, không có chạy theo pháp thì cũng chạy theo danh lợi tình mà làm những chuyện sâu chân mọt nước thôi. À, dân mãn còn mê giấc mộng tràn, tức là giấc mộng tràn là cái mộng nó dài đó quý vị, giấc mộng dài nó gọi là cái cảnh chiêm bao, tức là ý nói cái cõi đời giả tạm như cái cảnh chiêm bao trong giấc ngủ vậy đó, cái cảnh tạm bợ vậy đó. À, nhưng mà ý chỉ cho cái hệ thống của quyền lực, của chánh quyền pháp đó, cũng giống một giấc chiêm bao thôi, giấc mộng tràn mà sao người ta cứ chạy theo, nên gọi là dân mãi còn mê giấc mộng tràn. À, là cái sự mà đe dọa của người Pháp vào qua Việt Nam xâm chiếm nó đâu có lâu đó, nó chỉ như là giấc mộng dài thôi, giấc mộng tràn thôi. Nhưng mà Đức Thầy nói dân mãn còn mê giấc mộng tràn, cứ chạy theo người Pháp như vậy đó. Đó, khải hoàn dân chúng mới nhàn an, dân mãn còn mê giấc mộng tràn. Ý nói là đất nước của chúng ta có độc lập rồi, có tự do rồi, có thái bình rồi, nhưng mà dân chúng có được như vậy mới được an vui hạnh phúc. Chứ như hiện nay vào cái thời điểm năm 1939 thì giặc Pháp còn cai trị và còn nhiều kẻ tay sai thì chưa thể nào gọi là vui được. Dân mãn còn mê chết mộng tràn, thảm thê thế sự mùi cay đắng. Thảm thê là đau đớn xót xa quá đi, nỗi buồn thương đến một cái độ rất là cao, gọi là thảm thê. Thế sự là cái việc đời nè, cái người thế gian nè, gọi là thế sự. Mùi cay đắng, mùi là khi mình nếm trải qua một cái vấn đề gì đó, mình va chạm một cái sự việc gì đó, tức là cái sự tận hưởng hoặc là cái sự chịu đựng trong cuộc đời, thì gọi là mùi đó quý vị. Mùi mà mùi gì? Mùi này không phải là mùi vinh hoa phú quý hay là mùi hạnh phúc, mà Đức Thầy nói mùi cay đắng, tức là khổ nhục, đau đớn, bị dèm chê hoặc là bị vất vả khó khăn trong cuộc sống hay trong đời tu của mình. Thảm thê thế sự mùi cay đắng. Mùi cay đắng đây là sự khốn khổ, sự cực nhọc, sự buồn tủi. Thưa quý vị, Đức Thầy nói ta hỡi đau lòng khắp ngoại bang. Ta là một danh từ, đại danh từ, gọi là tôi, tiếng tự xưng của Đức Thầy chúng ta đó. Thì ta hỡi, hỡi nó là một cái trạng từ, tức là hải dẫn là cái tiếng xác định, là Đức Thầy vẫn đau lòng, Đức Thầy vẫn xót dạ, Đức Thầy vẫn thương tâm đối với cái người dân mà bám giống muôn nòi vậy. Ta hỡi đau lòng, ta hỡi tức là ta rất buồn, ta rất đau,
Và ta hỡi đau lòng là xót xa rai rứt, cái nỗi buồn khó tả trong cái tâm hồn. Khách ngoại bang tức là cái người nước ngoài, cái người Pháp lúc bây giờ. Như vậy thì mình tóm lại hai câu là thảm thê thế sự mùi cay đắng, ta hỡi đau lòng khách ngoại bang. Tức là ý nói Đức Thầy rất buồn khi đất nước bị loạn ly, dân chúng phải chịu một ắt hai chồng. Vậy mà có những cái sự tủi nhục, có những cái người đi theo Pháp đó, là làm tôi mọi cho họ đó, để mà họ áp đặt cho một vấn đề gì đó, rồi họ cấp cho tiền tài bổng lộc, phải không? Nếu ai là cái người có lương tâm thì ắt phải đau lòng, huống chi là Đức Thầy chúng ta, một người cứu thế, một người từ bi, một người là thương quá sức, bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời, dùng đạo phổ thông, thì Đức Thầy đau lòng đến ngần nào, phải không quý vị? Thì thưa quý vị, vừa qua thì chúng tôi trình bày về cái bài bánh mì, là tức là cái bài này Đức Thầy cám cảnh dân của chúng ta lúc bấy giờ mà người Pháp đô hộ xâm chiếm Việt Nam, thế mà có những người là chạy đi theo Pháp mà bán giống buôn nồi để là cầu dinh, để làm cho dinh thân phì gia, mà đem lại cái sự là khổ não cho dân tộc. Đức Thầy nhìn thấy cái cảnh đó, Đức Thầy mượn chiếc bánh mì, tức là Đức Thầy mượn sự dẫn lý, Đức Thầy nói lên cái bối cảnh của xã hội lúc bây giờ, để cho mọi người thấy rằng cái lòng từ bi của Ngài rất là đau xót khi cảnh quốc phá gia vong, quý vị ơi. Bởi vì Đức Thầy đã nước mắt thì cơ sở đạo bị lấp vùi, còn nước còn thì nền đạo Đức Phật khai rực rỡ. Vậy thì mình đi theo Pháp như vậy, mình bán giống buôn nội như vậy thì nước nhà đâu có được yên. Nước nhà phải bị nghiêng ngửa, mà nghiêng ngửa thì làm sao chúng ta yên tâm mà hành đạo được, quý vị. Thưa tất cả quý cô, bác, anh, chị em ở trước máy, vừa qua đồng đạo dòng sông bé nhỏ trình bày với cái đề, với cái bài là bánh mì, nó gọn dạng 12 câu. Dạ, dòng sông bé nhỏ trình bày hết cái sự mà hiểu biết của mình. Mong rằng quý chú, quý bác, quý anh chị trước máy sẽ có cái lời đóng góp cho dòng sông bé nhỏ. Dòng sông bé nhỏ xin chân thành đa tạ và đa tạ quý vị rất nhiều. Và dòng sông bé nhỏ xin được trả mít nghe chúng không?